Shop xin chào các bạn. Hôm nay xin giới thiệu các bạn một sản phẩm của shop, đó là ghế ngồi xe và đai an toàn trên ô tô cho bé. Sản phẩm có kích thước rất là nhỏ gọn và an toàn, dễ dàng tháo và lắp. Sản phẩm này thích hợp với những bé từ khoảng tầm 9 tháng đến 7 tuổi, dưới 2 kg, và những bé mà đã ngồi vững chắc chắn rồi đều có thể sử dụng được. Chất liệu là làm bằng cốt tông và polyester, khóa nhựa rất là to chắc chắn này. Lớp lót rất là dày dặn nhé. Thì là dày dặn đâu mà có lỗ tháo khí này. Khi mà không sử dụng đến mình có thể gấp gọn lại. Sau đây mình sẽ hướng dẫn sử dụng nhé. Đây có những cái đốt đai này, mình tháo ra bắt vào thì đơn giản nhé. Còn sau gấp vào xe này, bạn sẽ lồng qua cái ghế xe nhé. Hai đây để lồng qua ghế xe này. Sau đây rất là dài, có thể thay đổi được chiều dài được. Ngoài ra, sản phẩm này có một đặc điểm so với vật trội so với những sản phẩm thông thường, đó là có thêm hai cái chốt an toàn này nữa. Mình sẽ lồng qua xe, xong mình lồng theo chiều này thì không bao giờ có thể bật ra khỏi ghế xe được. Còn cực kỳ dày dặn và êm ái nha.